Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của FK Pet. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm cầu thủ tiền vệ đó là Yuta Matsumura trong Pet 2024 Mobi. Và chúng ta cùng đến với hiệp 1 thi đấu đầu tiên trong trận thi đấu ngày hôm nay để cùng trải nghiệm Matsumura trên kênh của FK Pet. Và trong hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ bên phía đội bạn sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải với trang phục là áo trắng quần trắng. Còn đội bóng bên phía FK Pet sẽ bảo vệ cầu môn bên trái với trang phục áo đỏ quần đen và tất màu đen. Đây là Egan Lopez, một tình huống không qua người thành công. Bóng quay trở về quyền kiểm soát dành đến cho đội bóng của FK Pet. Anzai là người vừa có một đường chuyền và đây là Sano, cơ hội để cho các cầu thủ bên phía FK Pet có bàn. Vừa rồi là một pha dứt điểm cận thành, tuy nhiên thì chưa thể mang về bàn thắng dành đến cho đội bóng của chúng ta. Tigo Volpi là người đã bắt gọn bóng trong tay ở tình huống vừa rồi. Đây là Matsumura, cơ hội tiếp theo để cho chúng ta có bàn thắng. Nhưng vẫn còn đó là sự xuất sắc đến từ các cầu thủ bên phía đội bạn. Đây là Garcia, những phát xử lý rất bình tĩnh của các cầu thủ bên phía FK Pet. Higuchi là người có bóng, cơ hội để cho chúng ta có bàn thắng đầu tiên ở trong hiệp thi đấu thứ nhất. Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, và bàn thắng bởi tỷ số 1-0 đã tới đối với đội bóng của FK Pet ở phút thứ 45+1. Người lập công đó là Matsumura, Yuta Matsumura đã có cho mình bàn thắng đầu tiên trong ngày ra mắt của chính anh trên kênh của FK Pet. Và như vậy hiệp 1 đã tạm thời kết thúc với tỷ số 1-0. Xin mời anh em cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai để chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm Yuta Matsumura trên kênh của FK Pet nhé. Và trong hiệp 2 này thì hai đội sẽ đối sân cho nhau. Vừa rồi là một tình huống việt vị, đây là pha đá phạt đền của thủ thành Thiago Volpi. Heta là người có bóng nào, bóng quay trở về quyền kiểm soát dành đến cho đội bóng áo đỏ. Vừa rồi là một pha dứt điểm không thành công của Morocco. Đây là một pha phát bóng tương đối mạnh lên phía trên, người đang có bóng đó là các cầu thủ bên phía chúng ta. Và vừa rồi thì là một cơ hội bị bỏ lỡ, một tình huống dứt điểm bóng chạm vào cột dọc không thành. Ruiz là người có bóng, còn đây là Eda Lopez, bóng là chân trần của Belomes. Vừa rồi là một pha cắt bóng hay của Anzai. Higuchi là người có bóng nào, những pha xử lý rất bình tĩnh. Đây là một cơ hội để cho các cầu thủ FK Pet có bàn. Bóng vẫn trong quyền kiểm soát của đội bóng chúng ta. Vừa rồi là những tình huống chuyền bóng qua lại ở ngay khu vực 16m50. Và đây là một cơ hội để cho Yuta Matsumura có bàn. Rất tiếc khi mà cú dứt điểm bóng lại chạm vào cột dọc. Và sau đó là một tình huống việt vị, một pha việt vị khá rõ ràng. Và đây sẽ là tình huống đá phạt lên của thủ thành Tigo Volpi. Pedro Raul là người đã được tung vào sân bên phía đội bạn. Và phút thứ 82 của trận đấu, tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội bóng của FK Pet. Một bàn là một cách biệt rất mong manh và có thể bị gỡ hòa bất cứ lúc nào. Đây là một cơ hội nào, pha dứt điểm vừa rồi là tương đối tốt. Tỷ số đã được nâng lên thành 2-0 cho đội bóng của FK Pet. Một cú ra chân tương đối hay của Matsumura. Và đây là tình huống giao bóng của đội bạn. Người đang có bóng đó là Mokera, những pha xử lý rất bình tĩnh. Berra là người có bóng nào, Mozalet vừa có một tình huống dứt điểm tuy nhiên chưa thành công. Đây là Sano, bóng quay trở về quyền kiểm soát dành đến cho đội bóng của các cầu thủ bên phía đội bạn. Và vừa rồi là một pha dứt điểm lên trời. Đây là Ueda, thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, 3 phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay, trận đấu ra mắt của Yuta Matsumura. Tiền vệ của chúng ta đã có cho mình một cú đúp. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên và trận đấu ra mắt của Yuta Matsumura đã kết thúc với tỷ số 2-0. Cảm ơn anh em đã đón xem video và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của FK Pet nha. Bye bye anh em.